Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến dài 1.541 km qua 20 tỉnh thành với tốc độ thiết kế 350 km/h, đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hết 5,5 giờ, tiết kiệm thời gian 6 lần so với tàu hỏa thường. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, vận tải đường sắt là phương thức giao thông quan trọng. So với hình thức khác, đường sắt có lợi thế vận tải hàng hóa lớn, hiệu suất cao, đặc biệt là độ an toàn, chi phí trung bình. Theo ông Khánh, dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa đến năm 2050 tuyến Bắc Nam là hơn 18,2 triệu tấn trên năm với 122,7 triệu lượt khách. Do vậy, việc đáp ứng vận tải hàng hóa, hành khách thì ngoài đầu tư đường sắt tốc độ cao, ta vẫn tiếp tục nâng cấp đường sắt hiện hữu phục vụ vận tải hàng hóa chuyên ngành như hàng nặng, khí hóa lỏng, xăng dầu, khí, NLG. Còn đường sắt tốc độ cao tập trung cho vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu. Ông Khánh chia sẻ, vận tải đường sắt tốc độ cao khi hình thành sẽ đóng vai trò quan trọng, đồng bộ kết nối 5 phương thức chính: đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa theo trục Bắc Nam. Điều này không chỉ tận dụng thế mạnh từng phương thức mà còn tối ưu hóa hệ thống vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Khi phương thức vận tải hàng hóa linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đối với ưu điểm của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Khánh nhấn mạnh, điểm mạnh của đường sắt tốc độ cao là độ an toàn cao. Thứ hai là thời gian đi lại được xác định chính xác từng phút. Thứ ba là tiện lợi thoải mái, hành khách đi trên tàu này có không gian rộng rãi, di chuyển trên tàu dễ dàng. Ngoài ra, các nhà ga đặt ở các trung tâm, khu phát triển dân số đông cũng tạo thuận lợi cho hành khách đi lại so với các hình thức giao thông khác. Bên cạnh đó, đường sắt này điện khí hóa, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả về môi trường. Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cần hơn 184.000 tỷ đồng làm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo hồ sơ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tuyến đi qua 10 tỉnh thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Chiều dài toàn tuyến là 447,66 km. Điểm đầu là điểm kết nối với đường sắt Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai, điểm cuối là ga Cái Lân thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, tuyến qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài 64,82 km, qua Yên Bái có chiều dài 76,95 km, qua Phú Thọ 60,05 km, qua Vĩnh Phúc 41,75 km, qua thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh 40,93 km, qua Hưng Yên 18,57 km, qua Hải Dương 40,97 km. Riêng qua địa phận thành phố Hải Phòng có chiều dài 81,66 km, trong đó tuyến đường chính tuyến xuống cảng Lạch Huyện có chiều dài 46,25 km, tuyến nhánh xuống cảng Nam Đồ Sơn dài 12,63 km, tuyến nhánh xuống cảng Đình Vũ dài 7,88 km, tuyến nhánh kết nối tỉnh Quảng Ninh dài 14,9 km. Cuối cùng, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 36,62 km, trong đó tuyến xây dựng đường mới dài 25,95 km, tuyến đường sắt hiện tại dài 10,67 km. Trên tuyến được quy hoạch có 41 ga gồm ga hỗn hợp, ga hàng hóa và ga kỹ thuật. Trên cơ sở phương án quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch đã tính toán nhu cầu vốn để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong thời gian quy hoạch đến năm 2050, khoảng 183.856 tỷ đồng. Theo đó, chi phí giải phóng mặt bằng 24.065 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị 110.138 tỷ đồng, chi phí khác 16.104 tỷ đồng, chi phí dự phòng 33.551 tỷ đồng. Về lộ trình, Cục Đường sắt Việt Nam kiến nghị đến năm 2030 triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đối với đoạn tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu triển khai sau năm 2030 cùng với lộ trình đầu tư tuyến đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo lộ trình đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2030, cơ bản được thi công xong tuyến đường đơn điện khí hóa khổ 1435 mm đoạn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Do đó, tư vấn lập quy hoạch dự kiến phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 trước năm 2030 giai đoạn thi công, tổng nhu cầu vốn là 160.770 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 100% là 24.065 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị 95% 104.631 tỷ đồng, chi phí khác 95% 15.299 tỷ đồng, chi phí dự phòng 50% 16.775 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sau năm 2030, giai đoạn hoàn thiện, quyết toán tổng nhu cầu vốn là 23.086 tỷ đồng. Dự án cao tốc vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài hơn 112 km là một trong những dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 56.300 tỷ đồng, chạy qua 3 tỉnh thành là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác vào năm 2027. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải giao thông đô thị và kết nối kinh tế trong vùng, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội cho các tỉnh thành trong khu vực. Vành đai 4 được chia thành 7 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 là tuyến cao tốc chủ đạo. Đoạn đường này sẽ được thiết kế với 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ như hành lang cây xanh và đường song hành hai bên, đảm bảo tốc độ lưu thông 100 km/h. Ngoài ra, dự án có tổng cộng 8 nút giao liên thông tại các điểm quan trọng, giúp kết nối các tuyến đường chính trong vùng. Dự kiến cao tốc vành đai 4 sẽ khởi công vào quý 2 năm 2025. Tuy nhiên, ban quản lý dự án đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng. Để kịp thời đáp ứng tiến độ, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch sẵn sàng chuyển đổi phương thức đầu tư nếu gặp trở ngại trong việc thu hút nhà đầu tư tham gia vào dự án. Việc hoàn thành cao tốc vành đai 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn góp phần kết nối các khu kinh tế trọng điểm, giảm áp lực giao thông nội đô Hà Nội, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cùng khu vực thủ đô nói chung. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc rà soát, đề xuất các cơ chế đặc thù trình Quốc hội đối với dự án đường bộ cao tốc. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải sớm trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ. Trong đó cần quy định cụ thể nội dung về việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý quốc lộ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo lợi ích quốc gia, quốc phòng an ninh và khả năng bố trí nguồn lực của địa phương hoàn thành trong quý tư năm nay. Bộ Giao thông Vận tải cũng được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, các địa phương rà soát các dự án đường bộ cao tốc đang tổ chức triển khai thi công trên toàn quốc. Trường hợp phát hiện khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại kỳ họp gần nhất. Thủ tướng giao Bộ Tài chính giải trình đầy đủ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để sớm thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình đầy đủ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để sớm thông qua luật địa chất và khoáng sản, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và thủ tục trong cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì giải trình đầy đủ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để sớm thông qua dự án luật đầu tư công sửa đổi theo hướng phân cấp phân quyền, cho địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động nguồn vật liệu của địa phương hoặc đề xuất điều hòa, điều chuyển từ các địa phương khác. Trường hợp cần thiết đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp báo cáo. Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2024. Đáng chú ý, nhiều dự án giao thông quan trọng của thành phố đang được tăng tiến độ. Trong đó nổi bật có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đi qua 3 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội Lào Cai và Nội Bài Hạ Long, có chiều dài 112,8 km với 6 làn xe cao tốc, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85,8 nghìn tỷ đồng. Hiện nay dự án đang được các địa phương tích cực triển khai bàn giao mặt bằng để thi công toàn bộ dự án, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đến thời điểm này, tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng. Tiến độ thi công xây lắp đạt 10,8%. Xây dựng tuyến đường vành đai 4 chính là thực hiện nghị quyết số 15
về phương hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký. Trong đó, Bộ Chính trị chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, phấn đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027. Dự án với tổng vốn lớn, khối lượng công việc lớn, chỉ tính riêng đất đá đắp nền đã lên tới hơn 22 triệu mét khối, trong khi thời gian hoàn thành dự án đòi hỏi nhanh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Trước đề nghị của 3 tỉnh thực hiện dự án, Quốc hội và Chính phủ đã có nghị quyết quy định cơ chế đặc thù cho phép được nâng công suất tối đa đáp ứng nhu cầu đối với các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, cho phép thực hiện cơ chế đặc thù đối với các mỏ cấp mới, khai thác phục vụ dự án đường vành đai 4. Sự sáng tạo quyết liệt của các địa phương cùng những phương hướng cơ chế chính sách đặc thù mà Đảng, Nhà nước dành cho dự án vành đai 4, rõ ràng dự án đã và đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh tiến độ triển khai, hình thành một kết nối liên vùng mạnh mẽ, tạo không gian phát triển mới, mở ra những cơ hội mới, tiềm năng mới cho phát triển thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc.